Quyển 36 thứ 15 Bồ Tát Địa phần đầu Trí Du Giả Xứ phẩm 3 Tự Lợi Lợi Tha thứ 2. E và F sao gọi là nhiếp nhân, nhiếp quả tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Nếu lược nói nên biết có ba nhân ba quả. Những gì là ba? Một, nhân dị thục quả dị thục. Hai, nhân phước quả phước. Ba, nhân trí quả trí. Sao gọi là dị thục? Tóm lược có 8 loại. 1. Đầy đủ thọ lượng. 2. Đầy đủ hình sắc. 3. Đầy đủ dòng tộc. 4. Đầy đủ tự tại. 5. Đầy đủ tín ngôn. 6. Đầy đủ đại thế. 7. Đầy đủ tánh người. 8. Đầy đủ đại lực. Nếu chư Bồ Tát sống lâu trường thọ, gọi là Bồ Tát có đầy đủ thọ lượng, hình sắc đoan nghiêm, dung nhan thủ diệu. Người nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ, gọi là Bồ Tát có đầy đủ hình sắc. Sanh nhà giàu sang, gọi là Bồ Tát có đầy đủ dòng tộc. Có nhiều tiền của, được nhiều bạn bè giúp đỡ, quyến thuộc có thế lực lớn, gọi là Bồ Tát có đầy đủ tự tại, được mọi người tin tưởng làm theo, tuân thủ phép tắc, đoạn trừ việc cãi vã đấu tranh, không hành xiểm cuống lừa gạt, thọ nhận vật người gửi, chọn không làm điều sai trái, lời nói không hư dối đối với hữu tình. Do nhân duyên đây nói ra điều gì không ai không tín thọ. Đây gọi là Bồ Tát có đầy đủ tín ngôn, được những lời sư khen truyền tụng trong thế gian như là sung mãn, dũng mãnh, tinh tấn, kiên định, nhạy bén, tôn trọng tất cả thiện giới, hiểu biết sử dụng khéo léo vô số kỹ nghệ, nghề nghiệp tinh xảo, truyền chuyển vượt hơn người khác. Do nhân duyên đây được người đời cung kính, được đại chúng cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Đây gọi là Bồ Tát có đầy đủ đại thế, thành tựu năm căn, đầy đủ thân phần trượng phu, gọi là Bồ Tát có đầy đủ tánh người, hoặc tánh ít tật bệnh, hoặc hoàn toàn không bị bệnh tật, có sức kham chịu mạnh mẽ, gọi là Bồ Tát có đầy đủ đại lực. Sao gọi là nhân dị thục? Trừ Bồ Tát không gây tạo việc sát giết tổn hại, xa lìa tất cả ý làm tổn hại chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ thọ lượng, huệ thí các thứ y phục, vật thực, ánh sáng đều thanh tịnh, sạch sẽ. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ hình sắc, xa lìa kiêu mạn đối với chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ dòng tộc, ở những nơi chúng sanh bị thiếu thốn vật dụng nuôi thân, phải đi du hành khất thực tùy theo nhu cầu của họ để huệ thí. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ tự tại, lời nói thành thật, phân minh, cũng không thích những lời gây chia rẽ hung ác, không tương ưng. Đây là Bồ Tát có nhân đầy đủ tín ngôn, vị lai nhiếp trì trùng trùng công đức, tự thân phát hoàng thệ nguyện cúng dường tam bảo cùng các bậc tôn trưởng. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ đại thế, vui muốn hình thể của bậc trượng phu, chán ghét thấy sâu quá họa của thân nữ. Do hai nhân duyên thí pháp khiến người được tánh người, một, người nữ vui thân nữ liền khuyên răn khiến nhảm lìa từ bỏ thân nữ. Hai, kẻ trượng phu sắp mất nam căn, phương tiện nhiếp hộ khiến không hoại mất và nói chánh pháp khiến giữ được thân nam. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ tánh người, đối với chúng sanh tự thân tận lòng chăm sóc, tùy theo những việc làm sự nghiệp như pháp của họ đều hỗ trợ giúp đỡ. Tùy năng lực của mình mà dụng chánh pháp khuyên răn, không dùng vội bạo, dùng các thức ăn uống như cơm, cháo, bánh, đậu, thí cho chúng sanh, năng khiến sức lực thân tâm của họ được tăng trưởng. Đây gọi là Bồ Tát có nhân đầy đủ đại lực. Tám chủng dị thục đã nói ở trước, lấy tám chủng này làm nhân. Lại các nhân đây, được do ba duyên mà được tăng trưởng, năng chiêu cảm khiến sanh khởi dị thục tăng trưởng, độ rộng lớn cho đến viên mãn. Những gì là ba duyên? Một, tâm thanh tịnh. Hai, gia hạnh thanh tịnh. Ba, ruộng thanh tịnh. Nếu ý lạc tăng thượng đối với vô thượng Bồ Đề, dùng thiện căn đây ý vui mãnh liệt quyết định hồi hướng, thuần hậu rộng lớn tịnh tín tu hành, thấy các bạn đồng pháp sanh hoan hỉ sâu, ngày đêm trong từng sát na ở trong sự thực hành như pháp, tùy tầm tùy tứ, đây gọi là tâm thanh tịnh. Trong đây luôn tu tập thực hành không gián đoạn, thực hành xuyên suốt lâu dài. Đối với hy thiện pháp đây, nếu người chưa tín thọ phụng hành, tán thán khiến tín thọ phụng hành. Nếu người đã tín thọ phụng hành, tán thán khiến hoan hỷ, ở nơi sở hữu thiện căn như thế mà an đạt kiến lập. Đây gọi là gia hạnh thanh tịnh. Nếu năng chân chánh phát khởi gia hạnh như vậy, và chân chánh an trụ quả gia hạnh đây, gọi là ruộng thanh tịnh. Sao gọi là quả dị thục? Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ thọ lượng nên năng tu tập phẩm thiện lâu dài,
Vì nương tự lợi lợi tha nên vô lượng thiện căn để tích tập tăng trưởng, đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ thọ lượng. Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ hình sắc nên được mọi người yêu thích. Vì mọi người yêu thích nên đều thân cận quy ngưỡng. Vì hình sắc khả ái an lạc, vì tất cả đại chúng đều quy ngưỡng, nên phàm có phát lời nói thảy đều được lắng nghe tín thọ. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ hình sắc. Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ dòng tộc nên mọi người tôn kính cúng dường xưng tán. Do đây khuyến khích chúng sanh sinh tinh tấn tu học những hạnh khác nhau, không lời khuyên nào mà không được cung kính, nhanh chóng ứng dụng tu hành, không trái không phạm. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ dòng tộc. Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ tự tại nên năng lấy bố thí nhiếp các chúng sanh, khiến mau chóng thành thục. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ tự tại. Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ tín ngôn nên năng dùng ái ngữ lợi hành đồng sự, nhiếp các chúng sanh, khiến mau chóng thành thục. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ tín ngôn. Hoặc chư Bồ Tát đầy đủ đại thế nên ở nơi chủng chủng sự nghiệp của chúng sanh đều năng hỗ trợ bố thí ân đức. Do ân đức đây cảm được lòng chúng sanh, vì tri ân Bồ Tát nên đều đến quy ngưỡng. Nhân đây Bồ Tát mở lời dạy bảo kia nhanh chóng tin thuận, cung kính vâng nghe thực hành. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ đại thế. Hoặc trừ Bồ Tát đầy đủ tánh người thành tựu nam căn, nên kham làm khí cụ của tất cả công đức thủ thắng, năng vào trong tất cả sự nghiệp, tư duy chọn lựa tất cả cảnh giới sở tri đều không hãi sợ, hành truyền vô ngại và tất cả thời, tất cả hữu tình đều đến vây quanh, đồng chung tụ hội, bất kỳ chốn nào khuất hay hiền đều dừng dứt nói bàn huyên náo, thọ dụng thức ăn uống đều không hiểm ngại. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ tánh người.